tìm tư liệu cho khách hàng mà. Nhiều giấy tờ quá. Mà nhiều giấy tờ thế này thì tìm biết đến bao giờ bây giờ. Mệt quá. Ồ, chỉ mất vài phút là đã tìm thấy thông tin rồi. Quá nhanh. Thông báo họp phòng à. May thế, vừa báo cáo xong thì họp phòng. Nhưng mà không cần đến phòng họp thì mình vẫn có thể họp ở trên online được mà. Với sự phát triển của công nghệ thì mặc dù không có mặt ở văn phòng, thế nhưng mà tôi vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào tất cả quy trình làm việc, kết nối với đồng nghiệp và khách hàng ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Các nhà quản lý thì hoàn toàn có thể kiểm tra này, giám sát tiến độ làm việc cũng như là giao tiếp với nhân viên của mình thông qua các công cụ số như là hệ thống lưu trữ đám mây hay là các phòng họp ảo. Công nghệ thì đang giúp góp phần tạo ra những văn phòng số linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Cuộc sống số ngày hôm nay. Chị Trang là chuyên viên phụ trách nhân sự của công ty công nghệ. Sắp có nhân viên mới đến làm việc. Chị vào hệ thống phần mềm xử lý các yêu cầu nội bộ của công ty, gửi yêu cầu tới phòng hành chính để xin cấp chỗ ngồi, máy móc thiết bị cho nhân viên mới mà không cần phải đánh văn bản giấy tờ rồi gặp trực tiếp nhân viên hành chính báo cáo như trước. Công ty có khoảng 1.000 người. Một năm xử lý hiệu quả hàng nghìn yêu cầu của các phòng ban, công nghệ, nhân sự, tài chính, tổng hợp. Đặc biệt, thông tin kết nối thẳng với hệ thống tin nhắn nội bộ, chat off của công ty giúp việc nắm bắt thông tin được nhanh chóng, kịp thời. Khi mà mình biết thông tin kịp thời này thì rất là giúp mình tiết kiệm thời gian làm việc và tránh được việc là mình bị miss thông tin nữa. Và mình cũng sẽ đo lường được hiệu quả làm việc của mình hơn. Để xử lý kế hoạch sắp xếp công việc trong công ty hiệu quả, công ty này cũng ứng dụng phần mềm quản lý công việc. Sau khi lãnh đạo giao việc cho các nhân viên và lên kế hoạch họp với đối tác, phần mềm sẽ tự động nhắc tiến độ thời gian để không bị quên lỡ việc. Thêm một cái tác vụ nữa, phân tích các platform, chipset, camera. Việc này anh giao cho Tân nhé, 1 giờ chiều thứ 6 tuần này, Tân gửi lại cho anh. Thứ 5 tuần này có một cái lịch họp với đối tác ở Bắc Ninh, 9h30 sáng đến 10h30, hàng tuần chiều thứ 6, họp trực tuyến, anh gửi đi cho mọi người. Trước đây có thể chúng ta tổ chức một cuộc họp, thế là giao cho việc người này việc A, người kia việc B, sau đấy mọi người tự lưu lại. Và có thể bản thân mình cũng không nhớ hết được mình đã giao việc cho những ai. Thì tuy nhiên khi mà chúng ta đã có một cái công cụ như này thì giao việc cả lãnh đạo, cả nhân viên đều biết là ngày đấy, giờ đấy phải hoàn thành. Hiện phần mềm quản lý công việc được nhiều đơn vị chú trọng ứng dụng bởi nhờ công nghệ giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng suất vượt bậc. Trong kỷ nguyên số, văn phòng số ngày càng phát triển mạnh mẽ, không còn bị giới hạn bởi không gian vật lý. Giờ đây thì mọi văn bản giấy tờ, các dữ liệu và thông tin quan trọng đều được số hóa và lưu trữ an toàn trên các nền tảng điện toán đám mây và đem lại sự tiện lợi cho người dùng khi mà có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Phương là nhân viên mới vào công ty được một tuần nay. Chính sách, sản phẩm của công ty là những lĩnh vực được cô chú trọng tìm hiểu. Vì thông tin bài giảng đào tạo nhân viên mới được số hóa, đẩy lên nền tảng điện toán đám mây, nên chỉ cần click chuột là đã có thể nắm ngay thông tin. Tôi với bạn vừa đều là nhân viên mới, bây giờ chỉ cần lên trên nền tảng này nhá. Mọi thông tin về công ty hay kiểu những thông tin về kiểu cách học, khóa học này, mình có hết ở trên này. Thông tin này được đẩy lên điện toán đám mây đúng không? Đúng rồi. Tiện nhỉ? Mọi dữ liệu được số hóa trên điện toán đám mây thì những thông tin về sản phẩm hay là các quy trình em có thể tìm hiểu một cách dễ dàng. Các nguồn dữ liệu của công ty này cũng được số hóa, cập nhật trong phần mềm hỏi đáp, giúp những nhân viên mới thoải mái hỏi các thông tin của công ty như chế độ nghỉ phép, chính sách phúc lợi lương thưởng của công ty hay chính sách thai sản, v.v. Thay vì em phải ngồi với cả các anh chị, các bộ phận khác thì em có thể tìm hiểu thông tin ngay trên máy tính và kể cả những cái câu hỏi rất là khó em cũng có thể hỏi ở trên máy tính ngay luôn. Khi mà ứng dụng một cái công cụ vào trong công ty ấy thì công việc nó minh bạch và nó rõ ràng. Ví dụ công việc nó bị tắc ở đâu thì chúng ta có thể trên hệ thống chúng ta có thể biết được là nó đang tắc ở bộ phận nào và người nào. Khi mà ứng dụng một cái công cụ, cái khó khăn lớn nhất đó là thay đổi thói quen của nhân viên. Tôi sẽ nhắc lại là bắt buộc là các anh phải sử dụng, nếu không sử dụng thì chúng tôi sẽ không duyệt. Để có thể ứng dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ trong văn phòng số, theo các chuyên gia, một yếu tố rất quan trọng đó là sự kiên quyết của lãnh đạo
Bởi nếu không kiên quyết thì dù mua phần mềm tốt cũng không giải quyết được gì. Các chuyên gia cũng lưu ý là với mô hình văn phòng số, khi mà tất cả nguồn dữ liệu quan trọng của công ty từ thông tin nội bộ về tài chính, nhân sự, dấu vân tay hay là khuôn mặt được đưa lên trên môi trường số điện toán đám mây, vấn đề bảo mật thì lại càng được chú trọng đặt lên hàng đầu. Hiện nay đối với các công nghệ AI thì các hình thức lừa đảo rất là tinh vi, và từ đó họ có thể hoàn toàn là sử dụng các dữ liệu vân tay hoặc là về số căn cước cũng như là các nhận diện khuôn mặt như Face ID. Đây là các thông tin định danh của từng các người sử dụng, thì khi mà chúng ta để lộ lọt các thông tin đó sẽ rất dễ cho các đối tượng xấu sử dụng các nội dung như vậy, để từ đó sẽ tạo dựng các clip cắt ghép tiến hành lừa đảo. Thì chúng ta phải áp dụng các giải pháp về bảo mật cho nền tảng về điện toán đám mây, bảo vệ cho doanh nghiệp. Hiện tại bây giờ có rất nhiều các xu hướng tấn công mới, thì các doanh nghiệp đó sẽ cần phải thực hiện việc liên tục thực hiện việc là nghiên cứu và áp dụng những biện pháp bảo vệ nhất. Văn phòng số sẽ trở thành xu hướng tất yếu, bởi theo dự báo của tập đoàn chuyên nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu tại Mỹ Gartner, đến năm sau, 70% doanh nghiệp trên toàn cầu sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình văn phòng số. Và điều này thì không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả làm việc mà còn mở ra những khả năng vô hạn trong việc quản lý và điều hành.